Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin giá vàng và giá quốc tế được phát sóng hàng ngày trên Lao động .vn. Kính thưa quý vị, giá vàng thế giới hiện ở mức 2.035 đô la Mỹ trên ounce, tăng khoảng 10,6 đô la Mỹ trong 24 giờ qua. Sự phục hồi của giá vàng trong phiên giao dịch cuối tuần chủ yếu là nhờ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Hoạt động mua trú ẩn an toàn cũng cung cấp lực đẩy cho kim loại quý. Ngoài ra, tình hình căng thẳng tại Trung Đông leo thang khiến giá vàng giữ ở mức cao. Trong nước, sau những ngày tăng phi mã, vàng bắt đầu chiều giảm. So với sáng qua, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều. Tương tự, vàng Doji tại khu vực Hà Nội điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng Phú Quý SJC giảm khoảng 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 350.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng gần 18 triệu đồng trên lượng. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về thị trường ngoại tệ, đồng đô la Mỹ đang trên đà giảm hàng tuần đầu tiên vào năm 2024 khi các nhà đầu tư tạm dừng việc mua vào sau đợt phục hồi kéo dài gần 2 tháng, dựa trên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất muộn hơn dự kiến trước đó. Hiện chỉ số đô la Mỹ Index đang ở mức 103,96. Trong nước, hiện Ngân hàng Nhà nước đang công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.996 đồng trên đô la Mỹ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo. Uống gì trúng nhiều tiền nhiều tiền. Úi, Dr. Thanh, chào Thanh Không Độ, nói bộ ngoan. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.